cần tập trung chăm lo vật chất tinh thần cho người dân và đảm bảo nhân dân ai cũng có Tết, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao tạo khí thế phấn khởi cho nhân dân bước vào một mùa xuân mới. Đó là chỉ đạo của đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trong chương trình kiểm tra nắm tình hình tặng quà cho một số gia đình người có công, thương binh, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo trên địa bàn xã Cà Nàng và xã Triềng Khay của huyện Quỳnh Nhai nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Giáp Thìn 2024 diễn ra trong ngày 23 tháng 1. Nằm cách trung tâm huyện Quỳnh Nhai 56 km, Cà Nàng là xã vùng 3 của huyện Quỳnh Nhai. Những năm qua, được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Cà Nàng đã đồng lòng đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống, giữ vững ổn định về an ninh trật tự. Đến nay, xã đã đạt 12 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, còn 11,1% hộ nghèo. Hôm nay tôi rất vui, hạnh phúc được nhà nước quan tâm. Cảm ơn đoàn đã đến thăm tặng quà cho chúng tôi. Sau này chúng tôi sẽ cố gắng phát triển kinh tế hơn nữa. Còn đối với xã Triềng Khay là xã vùng cao, trên 98% là đồng bào dân tộc với 11 bản trên 7.600 nhân khẩu. Cấp ủy chính quyền xã đã vận động nhân dân phát triển các mô hình kinh tế trồng rừng, trồng cây dược liệu, mắc ca, chăn nuôi đại gia súc, nỗ lực giảm nghèo bền vững. Đến nay, thu nhập bình quân của bà con trong xã đạt 40 triệu đồng một người một năm, hộ nghèo giảm còn 7,8%, xã đã đạt 11 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Xã thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công, các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Phát biểu tại các cuộc làm việc với xã Cà Nàng và Triềng Khay, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lò Minh Hùng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của hai xã trong phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công tác giảm nghèo, đề nghị hai xã tiếp tục thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tập trung chăm lo đời sống cho nhân dân, đảm bảo nhân dân ai cũng có Tết. Với cái tinh thần cao nhất, với quyết tâm lớn nhất và với điều kiện có thể nhất thì đề nghị các đồng chí là phải chăm lo cho nhân dân đón vui xuân, đón Tết. Đặc biệt là không được để hộ nào, người nào là không có Tết. Đấy là cái trách nhiệm của chúng ta, thì đề nghị các đồng chí quan tâm làm tốt việc đó. Cái thứ hai nữa là đề nghị các đồng chí là chỉ đạo để tất cả các bản, các xóm là phải tổng vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng đã chuyển trao 13 suất quà cho người có công với cách mạng tại các xã, trao 60 suất quà cho các hộ nghèo. Hội người cao tuổi tỉnh, Ngân hàng Agribank Chánh tỉnh Sơn La đã tặng quà cho người cao tuổi, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã Cà Nàng và Triềng Khay.